Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân cách của người, nhà sử học người Mỹ Frank Stinson phát biểu tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc đã nêu Hồ Chí Minh là nhân cách của thời đại, một nhân cách văn hóa rất anh hùng và nhân cách anh hùng đất văn hóa. Tấm gương đạo đức của bác là mẫu mực cho mọi thế hệ noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm, ngày truyền thống học sinh sinh viên, mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2014, Chương trình mỗi tuần một cuốn sách tuần này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy, sách của tiến sĩ Dương Tử Đam, nhà xuất bản